Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2021. Và theo thông báo thì học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ Tết dương lịch tối đa là 3 ngày. Hà Nội có 2,1 triệu học sinh, đông nhất cả nước. Lịch nghỉ Tết dương lịch của các em nhiều nhất là 3 ngày, bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Trong đó một ngày Tết và 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Với những trường vẫn dạy học vào thứ Bảy, học sinh, giáo viên sẽ chỉ được nghỉ một ngày, tức là vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Theo kế hoạch thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì học thứ nhất của năm học 2020-2021 sẽ kết thúc trước ngày 16 tháng 1 năm 2021. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội chưa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm Tân Sửu. Nếu thực hiện theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán của cán bộ công chức cả nước, học sinh sẽ được nghỉ 7 ngày, bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 2, nhất nhằm ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết Tân Sửu. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ ở một số vùng núi cao xuống rất thấp, trời rét đậm, rét hại, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến đàn vật nuôi. Để bảo vệ đàn gia súc trong thời tiết giá rét thì các địa phương vùng cao cũng đã hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc và sau đây là ghi nhận tại tỉnh Lai Châu. Tả Lèng Lao Chải nằm ở vùng núi cao và là một trong những bản có số lượng đàn đại gia súc nhiều của xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. Hiện bản có 139 hộ thì gần như hộ nào cũng chăn nuôi trâu bò. Những năm gần đây, các hộ dân trong bản đã biết tận dụng diện tích đất vườn đất trống để trồng cỏ voi làm thức ăn tươi cho đàn trâu bò trong mùa đông giá rét. Khi nhiệt độ xuống thấp, trời rét đậm rét hại, bà con còn dùng bạt quây kín chuồng trại giữ ấm cho đàn gia súc. Gia đình tôi có 3 con trâu, những ngày trời rét này mình không thả rông nữa mà chỉ nhốt ở chuồng, đồng thời chuẩn bị cỏ voi, cám cho trâu ăn. Để bà con thực hiện tốt các biện pháp phòng chống rét, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, tiêu chí là phải tận nơi. Hiện nay thì là xã cũng đã xây dựng và đã thành lập cái ban chỉ đạo của xã đi vào từng bản để tuyên truyền cho bà con, nhất là về thời tiết rét đậm rét hại. Đấy thì đến hiện tại bây giờ là các bản thì là anh em phụ trách bản cũng đã đi vào từng bản để tuyên truyền đến bà con. Tổng đàn gia súc của huyện Tam Đường hiện có trên 35.800 con. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ xuống thấp ở một số nơi dưới 10 độ C. Bên cạnh các biện pháp giữ ấm, huyện còn chỉ đạo kết hợp mua các loại thuốc vaccine để tiêm, phun khử trùng phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc. Đối với lại cái thời tiết ấy, mà khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C thì tuyên truyền cho bà con nhân dân là nên di chuyển cái đàn gia súc từ ở cái vùng cao xuống cái vùng thấp ấy để coi như là đưa vào cái chuồng trại và thực hiện cái việc quây kín cái chuồng trại lại đảm bảo cái nhiệt độ. Nếu như mà thời tiết mà xuống thấp nữa đấy thì đề nghị nhân dân là quan tâm đấy, dùng các cái phụ phẩm nông nghiệp ví dụ như là trấu hoặc là củi để sưởi ấm cho đàn gia súc, đảm bảo được cái tốc độ tăng trưởng đàn gia súc trong cái thời gian tới. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn trung ương, trong những ngày tới nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu. Vì vậy, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về thời tiết để có những biện pháp phòng chống đói rét kịp thời cho đàn vật nuôi do trời rét đậm, rét hại gây ra. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn yêu cầu tất cả cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc phải thực hiện nghiêm việc đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho đến nay, hệ thống an toàn COVID-19 mới ghi nhận 52 trên 63 địa phương và 1.333 cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và kết nối. Trong đó thì có rất ít cơ sở thực hiện khai báo hàng ngày theo yêu cầu. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cần yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và thực hiện tự đánh giá an toàn COVID-19 trực tuyến. Đây là biện pháp giúp quản lý hiệu quả an toàn tại các điểm cách ly có phí ở khách sạn, nhà nghỉ. Đến nay, để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam đã thành lập danh sách hơn 80.000 khách sạn, cơ sở lưu trú trên toàn quốc. Tuy nhiên, số doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 vẫn còn rất ít. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những động thái siết chặt công tác quản lý những điểm cách ly y tế có thu phí là các khách sạn và nhà nghỉ. Vậy là còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Tân Sửu. Thị trường du lịch Tết năm nay có thể nói là không so được với các năm trước về độ sôi động. Tuy nhiên, ngay khi Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đã kiểm soát được chuỗi ca bệnh nhiễm COVID-19 gần đây, thì thị trường du lịch Tết đã bắt đầu sục dịch trở lại.
Hiện tại, khách du lịch đã bắt đầu tham khảo và đặt tour Tết âm lịch, tập trung chọn tour khởi hành vào các ngày từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Tân Sửu. Các tour tập trung vào nội địa tiết kiệm từ 15% cho tới 30% so với Tết 2020. Tính đến ngày 29 tháng 11, tỷ lệ khách đăng ký tour Tết âm lịch vào khoảng 20%. Từ tâm lý lo lắng dịch của du khách, Tết năm nay bên cạnh chùm tour chọn gói còn có loạt combo đến các địa điểm được ưa thích, tour tự chọn, dịch vụ từng phần từ vé máy bay, khách sạn, nhà hàng, thuê ô tô. Hiện nay, hầu hết các tour được công bố giá đều chưa bao gồm giá vé máy bay vì vé Tết chưa có. Nhưng theo các công ty lữ hành, giá vé máy bay tour Tết có thể chiếm đến 60% giá vé tour. Và việc công bố giá tour sớm sẽ du khách sắp xếp được tài chính cũng như là tính toán hợp lý cho kỳ nghỉ Tết. Du khách đến thành phố Đà Nẵng dịp Tết Dương lịch hứa hẹn sẽ được trải nghiệm rất nhiều hoạt động hấp dẫn và thú vị. Bởi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đồng ý chủ trương theo đề xuất của Sở Du lịch về tổ chức chương trình Lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021. Theo đó, du khách khi đến với thành phố biển sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, trong đó thì có 3.000 vé miễn phí du ngoạn sông Hàn về đêm. Có thể nói đây là sự kiện nhằm khôi phục và tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch trong trạng thái bình thường mới, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội của chính phủ. Theo đó, chương trình diễn ra từ ngày 30 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021 tại Quảng trường Công viên Châu Á thuộc đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Chương trình bắt đầu từ 20 giờ ngày 30 tháng 12 với Đà Nẵng chào năm mới 2021, chính thức khai mạc với sự xuất hiện của các ca sĩ, rapper nổi tiếng. Từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 30 và ngày 31 tháng 12, khoảng 3.000 du khách và người dân địa phương sẽ được du ngoạn miễn phí sông Hàn nhân dịp năm mới. Ngoài ra, còn có rất nhiều các hoạt động được tổ chức ở hai bên sông Hàn trong dịp này để phục vụ du khách như chương trình âm nhạc đường phố, lễ hội mì, không gian đặc sản Đà Nẵng, không gian giải khát, các chương trình nghệ thuật hàng đêm, trình diễn múa lân, giao lưu các nhóm nhảy hiện đại, nhảy hip hop, show áo dài duyên dáng Việt Nam. Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12 năm 2020, nhằm khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân sau thiên tai, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC phối hợp với Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng nhân đạo quốc gia 1400 và một số đơn vị đồng hành tổ chức chương trình vì đồng bào vùng lũ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, truyền thông nước sạch, vệ sinh và tặng quà cho người dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC và các đơn vị bao gồm Phòng khám chữa bệnh chữ thập đỏ Đông Anh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bột giặt và hóa mỹ phẩm quốc tế, Công ty công nghệ và phần mềm AZ, Công ty cổ phần Vioba Việt Nam và Quỹ trái tim 1977 đã triển khai khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 2.800 người, tặng 450 chiếc xe đạp cho học sinh vùng lũ, tặng 260 cặp phao cứu sinh và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, tổ chức gian hàng nhân đạo không đồng, bao gồm 600 lít nước giặt, 200 bộ kem và bàn chải đánh răng, một số nhu yếu phẩm khác. Tổng giá trị chương trình lên đến hơn 2 tỷ đồng. Cũng tại chương trình, Cổng nhân đạo quốc gia 1400 đã phát động tin nhắn ủng hộ đồng bào vùng lũ với cú pháp UH gửi 1403. Mỗi tin nhắn giá trị 20.000 đồng. Chương trình vì đồng bào lũ lụt được Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam triển khai bằng hình thức nhắn tin qua cổng thông tin nhân đạo 1400 hàng năm, nhằm hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ vượt qua khó khăn mùa mưa bão và ổn định cuộc sống. Năm nay, chương trình được triển khai từ ngày 23 tháng 10 đến hết ngày 21 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, Bảo hiểm xã hội nói chung và Bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng luôn thể hiện một chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước ta, có phần thực hiện công bằng và đảm bảo an sinh xã hội. Với mục tiêu lớn nhất là mở rộng đối tượng để giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với nhiều đơn vị tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Được biết, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang tổ chức hội nghị tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Anh Dương Tấn Phước đã có mặt để tham dự. Là một người trẻ, nhưng anh đã nhận thức tích cực về việc chuẩn bị cho tương lai. Chính vì vậy, sau khi được tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện, thấy phù hợp với điều kiện của mình, anh Phước đã tham gia mà không phải băn khoăn. Theo bản thân em thì em muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bởi vì bảo hiểm xã hội tự nguyện, nó có quyền lợi sau này cho mình. Với những trường hợp như mình sẽ được hưởng lương hưu sau này.
nên là em quyết định là sẽ có tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn chị Nguyễn Thị Phú Ngân, một tiểu thương bán rau ở chợ Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, sau khi được tư vấn, nhận thấy được nhiều lợi ích từ việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị đã hiểu rõ và tham gia cho bản thân và những người thân trong gia đình. Sau khi nghe cán bộ tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện thì tôi thấy là rất là có ích, tôi cũng muốn tham gia cho chồng, cho con và cho cả tôi nữa, cho nên là tôi thấy rất là có ích, cho nên là tôi đồng ý là tham gia chương trình bảo hiểm xã hội tự nguyện. Những năm gần đây, Bưu điện Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với lợi thế có mạng lưới rộng khắp ở các xã, bưu cục, hệ thống bưu điện trên địa bàn cả nước, ngành bưu điện chính là cánh tay nối dài để đưa các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với người dân cả nước. Mỗi nhân viên, đại lý của hệ thống bưu điện đã trở thành tuyên truyền viên hiệu quả trong tiếp cận và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bưu điện tỉnh đã tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đổi mới phương thức tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện cả về nội dung và cách thức triển khai. Thì các cái phương thức mà được đổi mới đấy là cái việc tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thứ hai đấy là tuyên truyền qua phương thức phát tờ rơi, pano, áp phích. Và một cái nội dung tuyên truyền mới đấy là thông qua các cái khách hàng của bưu điện. Để kích cầu người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều có điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, có nhân viên đại lý thu. Hiện nay thì có nhiều hình thức tuyên truyền, có thể là tuyên truyền trực tiếp hoặc là có thể là tuyên truyền gián tiếp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng trong đối với lĩnh vực khai thác đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì hình thức tuyên truyền trực tiếp tại các thôn tổ dân phố là một cái hình thức mang lại hiệu quả rất cao. Tại sao như thế? Thì tại vì đây là cái hình thức có thể là giúp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp đối thoại với người dân, trực tiếp phổ biến với người dân. Và cũng thông qua cái buổi tuyên truyền này thì giúp người dân hiểu rõ hơn về chế độ chính sách. Đồng thời ấy, thì người dân cũng có thể là phản ánh những cái vấn đề mà những cái vướng mắc, những cái tồn tại trong quá trình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện. Không những giúp cho việc khai thác mở rộng mà còn giúp cho cả cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện tốt hơn công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Có thể khẳng định, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bây giờ được xem như của để dành khi về già sử dụng. Số tiền lương hưu tuy không quá nhiều, nhưng điều lớn nhất mà cuốn sổ hưu mang lại cho những người như ông Trần Tuấn Ngọc, hiện đang sinh sống tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chính là một cuộc sống tuổi già an vui tự tại. Bên cạnh đó, với tấm thẻ bảo hiểm y tế, hàng tháng ông có điều kiện đi khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn, không lo là gánh nặng cho con cái. Thì bây giờ thì đồng ngân nói chung mình cũng phải làm chủ, chứ bây giờ mà phụ thuộc do con cái cũng nó có thì nó mới cho, còn không có thì đại khái thì thôi cũng mình cũng chịu kẹt thôi, nên chia tốt hơn hết là ngay từ bây giờ ta nên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để mà rồi thời gian nó cũng nhanh lắm, đi cái veo à rồi quay đi quay lại là cuối cùng lúc đó ta được cái thẻ hưu, rồi được thẻ bảo hiểm khi ốm đau bệnh tật, nói chung là mình cũng yên tâm, cũng không bận biểu con cháu trong nhà. Đó, tôi thấy cuộc sống như vậy thì tuổi già nó an vui tự tại. Chính vì chỗ đó thì tôi mới nghĩ ra một bài thơ thế này, nên mình cũng chia sẻ cho cộng đồng thôi. Đấy là đồng tiền hưu trí. Đồng tiền hưu trí cũng hay, nhìn tuy thấy vậy vững tâm chắc bài. 20 năm tôi tham gia, tôi đóng bảo hiểm xã hội đủ đầy. Giờ đây đến lúc tuổi già nghỉ hưu, duy trì thì cuộc sống tử hưu và đồng tiền chính sách lưu tâm góp phần. Dầu cho là ít là nhiều, đấy là niềm vinh dự tự hào ở ta. Có nó cuộc sống vui ra, mà tuổi già thư thái ta yên tâm sống nhà. Với những lợi ích thiết thực mang lại, bảo hiểm xã hội tự nguyện thật sự là điểm tựa cho người lao động tự do khi về già.
nếu mà chọn